À, thì Trung hôm nay sẽ xem một cái lá số ha, một cái lá số tuổi Quý Sửu ha. Thì những người nào mà mình á sinh năm Quý Sửu ha, thì có giống giống thì vô xem thì xem chung ha. Tại vì những người mà sinh năm Quý Sửu á thì mình cùng năm á thì mình trúng được 25%. Thí dụ mình cùng cái giờ tháng sanh nữa ha, cùng tháng sanh thì trúng được 50%. Còn mình trúng thêm cái giờ sanh nữa thì được 75%, ngày sinh nữa thì đúng lá số của mình. Thì thầy chung nay hôm là xem cái lá số, gọi là cho một cái người thì cũng không nói tên ha, cũng không nói tên, tại vì cũng xem rồi, tại vì người ta không nhớ coi sợ quên. Thì nhờ thầy chung sẵn đó rồi đưa một cái clip lên luôn ha, rồi sẵn đây cho tất cả tuổi Quý Sửu mình xem ha, nữ Quý Sửu. Thì người này thì sinh ngày ngày 4 tháng 12 ha, 14 tháng 12 năm 1973 ha, dương lịch thì nó nhằm ngày mùng 10 tháng 11 năm Quý Sửu. Giờ dần từ 3 tới 4 giờ sáng ha, thì giờ dần. Thì cuộc đời của cái người tuổi Quý Sửu này, thì thầy Trung sẽ xem ha, để xem. Thì người nữ mạng ha, nữ mạng tuổi năm Quý Sửu ha. Quý Sửu thì nó là cái ngày này thì được là tánh tình ha, tánh tình thì nói chung là cũng rất là đàng hoàng ha, rất đàng hoàng, có đạo đức ha, là người có đạo đức. Cái tuổi Sửu này nè, đặc biệt là cũng giữ gìn cái đạo đức, tại người ta có tứ đức ha. Người tứ đức thì lúc nào người ta cũng không có làm một cái chuyện gì gọi là chuyện ác ha, ta làm gì ta cũng nghĩ lương tâm. Bởi những cái người mà có cái tứ đức ha, thì trong người thì cuộc đời nó cũng được giải nhiều cái họa ha, giải nhiều cái họa. Bởi người ta nói là có đức có sức mà ăn, là như vậy. Thì đối với những người mà có tứ đức thì cuộc đời của người ta ha, làm cái gì làm người ta cũng để cái đức đầu tiên, đức độ đầu tiên của người ta thì được cái tuổi Sửu này thì được có một cái là con người thì cũng rất là có năng lực ha, tánh tình thì tuy nóng nảy ha, tuy có nóng nảy nhưng mà tâm thì rất tốt. Tánh thì cũng rất là khó. Người sinh cái tuổi Quý Sửu năm này thì tánh tình thì thầy nói rồi, thì tánh cũng hơi khó ha, hơi khó, nhưng mà đôi lúc á thì họ cũng có cái phần gọi là hơi ích kỷ riêng của họ, ích kỷ riêng của họ về vấn đề gọi là họ cũng như là tánh cũng cũng hơi ghen một chút ha. Cái gì của tôi là của tôi ha, của người khác là của người khác. Mà đặc biệt đối với cái người mà tuổi tuổi dần ha, tuổi Sửu này hắn sinh giờ dần thì thân cư quan lộc, thân cư quan lộc là cái thân mình nằm ở cung nghề nghiệp, nằm cung nghề nghiệp. Thì cái tuổi Sửu này thì cái tuổi trẻ ha, tuổi trẻ thì họ cũng trải qua nhiều cái cũng gian nan thử thách ha, gian nan thử thách. Thì được cái tuổi mà gọi là năm nay tuổi Sửu thì nay là nó cũng đã gần 50 ha, năm nay là 50, U50 rồi. Thì nó cũng trải qua nhiều cái thăng trầm của cuộc sống. Nhưng mà cái tuổi Sửu này cũng vượt qua, tại vì cái tuổi Sửu là tuổi con trâu, thì nhân quả là nơi cha mẹ. Thì đặc biệt đối với tuổi Sửu này thì có tứ đức thì nó cũng giải được ha. Có những người mà cái tuổi Sửu này mà bất hiếu với cha mẹ thì bị nhân quả. Mỗi người nó có cái nhân quả. Thì đặc biệt cái tuổi Sửu này thì nó nếu mà ăn ở không đàng hoàng ha, với cha mẹ thì mình bị phạt. Về cái tuổi Sửu này thì cái tánh khi mà đã tuổi đã lớn ha, tuổi lớn thì nó cũng tánh tình hơi thay đổi một chút ha, tánh tình gọi là thẳng thắn hơn một chút ha, cương trực hơn một chút, nóng tánh hơn một chút, rồi hơi tự ái một chút, hơi tự ái bất cần. Nhưng mà dù gì á thì họ cũng giữ được cái tâm tốt của họ. Đôi khi cái tâm tốt của họ thì họ sẽ bị lợi dụng, đặc biệt cái tuổi này lợi dụng là sao? Thì thí dụ như mình thương ai quá ha, rồi mình cho người ta mượn tiền hay là mình bảo lãnh cho ai ha, chung thì sao dễ bị mất, dễ bị giật, dễ bị mang tai tiếng đối với tuổi Sửu này ha. Thì cẩn thận là trong công ăn việc làm của mình ha, vì tiền mà mang họa ha, vì tiền mang họa, hãy rước tới tiền là mình mang họa. Là tiền bạc thì nên ăn chắc mặt bàn ha.
chứ mình đem thí dụ mình cho ai mượn hay là mình thấy thí dụ như là mình cái thấy mình có hơi lời một chút ha, mình đem tiền đó mình cho người ta thì cũng bị giật bị mất ha. Đó là cái tuổi này là không không nên, tại vì thường thường mình đã có tứ đức mà mình làm những cái đồng tiền mình cho như vậy ha, thì mình làm việc gọi là ác cũng được, cũng bị phạt, mà bây giờ làm việc thiện thì cũng bị giật. Thì đặc biệt giờ cái tuổi này thì mình nên là như tiền của mình ha, thì mình giữ mình xài. Đặc biệt cái tuổi 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 Sửu này ha, thì bây giờ có làm cái gì thì mình cũng phải cực thân ha, cũng phải cực. Thì cái tuổi này thí dụ tuổi trẻ thì mình đi làm ha, phụ giúp cha mẹ, lớn lên lập gia đình thì mình cũng gọi là đi làm nuôi con ha, rồi về già thì cũng phải giữ cháu, nó là như vậy. Thì thì cái tuổi Sửu này thì được có một điểm nữa là tiền bạc thì cũng giàu ha, chứ không không đến nỗi nghèo ha, từ từ thì cũng khá, cũng nghèo, tiền bạc thì cũng đàng hoàng ha. Thì đây thì nó cũng không thấy hao tán gì ha, cũng xài thì cũng đúng chỗ ha. Nhưng mà hồi nãy là có một điểm đó là gọi là ta nói là vì tiền mang họa thôi ha, mình tránh liên quan tới vụ tiền, cho ai mượn tiền chơi hụi ha, là bảo lãnh ha, cái này nọ là mình dễ bị mang tai tiếng ha, còn bị mất nữa. Còn về nói về cung con ha, thì đối với cái tuổi này thì ha, con thì nói chung là cũng được ha, cũng được. Thì tuổi Sửu này nên đó là có tiền thì mình cũng nên thấy thủ thân về già ha, thủ thân về già ha. Thì tuổi trẻ thì mình cũng nuôi con này nọ, nhưng mà lớn khi mình già mình cũng thì mình không có tiền mình sinh thì nó cũng phải tự ái ha, mà cái tuổi này nó tự ái lắm ha, thì phải lên thủ thân ha, tiền cho con hết là sau này là tự ái á, rồi rồi khổ ha, đặc biệt cái tuổi Sửu. Và thứ hai nữa về cái cung phu ha, là cung phu thì cái lá số tuổi Sửu này á, thì cái cung phu thì chung thấy cũng cũng là thấy chồng là cũng 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 tốt ha, cũng tốt, nhưng mà có một cái là mình thương chồng nhiều hơn là chồng thương mình, đó là như vậy. Còn gì anh em ha, anh em thì hao tài, ví dụ như mình rớt anh em thì giống như là mình cũng cũng thương anh em, cho anh em ha, là nó hao tài đó. Rồi thứ hai nữa là cái về phụ mẫu ha. Phụ mẫu thì đối với tuổi Sửu này thì chung cũng nói rồi ha, tánh thì cũng có hiếu, tuổi Sửu cũng có hiếu. Thì mấy người mà tuổi Sửu thì có hiếu thì sao, mình làm được cái nhân quả của mình, mà cha mẹ mà mình ăn ở đàng hoàng ha, thì cái nhân quả này của mình sẽ nó tiêu tan thì mình được tốt. Thì nói chung là đối với tuổi Sửu này thì con cha mẹ thì cũng không có gì ha, đôi bên thì nói chung cũng cũng không đổi gì mà gọi là nó khắc dữ ha. Thì mọi việc gì mà thí dụ như mà có xung đột ha, đôi bên gì mà có lời qua tiếng lạ hay là gì nó bất đồng ý kiến, nhưng mà nó cũng quá giải hết ha, nó không có gì hết. Còn nói về cái dòng họ ha, thì cái số này á, thì sống xa dòng họ thì tốt ha, còn nếu mà sống gần dòng họ thì mình dễ bị mang tai tiếng ha, bực mình, đó là vậy. Thì số này cũng hưởng được cái phúc ha, hưởng cái phúc, nhưng mà cái phúc này á, thì có một cái là về sau á, thì nó cũng đi xa nhau ha, xa nhau, từ từ xa nhau. Nó cũng không được có, mình cũng không có hợp với họ hàng cho mấy. Còn về nhà cửa, nhà cửa thì cái số tuổi Quý Sửu này thì nhà cửa thì thường mình là thường thường mình ở những cái nơi đó là cũng như là ao bồi giếng lấp ha, cái nền nó cũng mới chứ không phải là ở đất cũ ha, thì cũng được. Nhưng mà trong nhà thì đôi lúc khi cái tuổi này rớt tới nhà ha, thì nó cũng hay có chuyện ha. Thì đối với cái tuổi Sửu này cung điện trạch thì đặc biệt, ví dụ như cất nhà xây nhà gì thì mình đừng có rớ vô ha, mình rớ vô thì nó không không tốt, nó có chuyện gặp phiền tối bực mình ha, cãi giả, đó là cái cung điện trạch đối với cái tuổi Quý Sửu. Còn bạn bè ha, thì bạn bè đối với cái tuổi Sửu này ha, rất là tuổi Sửu, tại vì tánh cũng rất khó ha, về già là cũng cô độc nữa đó ha, về già cũng cô độc nữa đó. Tại vì theo cái lá số này thì cái tuổi Sửu này là có dông theo ha, dông cô dông cậu đều có hết. Bởi tính tình đôi lúc khi cũng vui buồn bất chợt, hay là tánh mình lúc thì vui vẻ mà lúc tự nhiên nó kỳ khôi, là do
vô có dông theo ha, mà gọi là cô nhi quả phụ ha. Còn bạn bè thì cũng không có nhiều ha. Bạn bè thì không có nhiều tại vì tính nó cũng rất là khó ha. Bạn chỉ chơi vậy thôi chứ bạn thân thì cũng không có nhiều. Nếu mà có chơi bạn thì vô cũng gặp gọi là buồn hao bực mình thôi ha. Lựa người lớn tuổi mà chơi, thí dụ tuổi bằng mình hoặc nhỏ hơn thì nó không tốt ha, hay nói xấu. Còn lá số này thì cũng không được nên đi đi xa hay xuất ngoại hay là đi du lịch nhiều thì cũng phải cẩn thận ha, thì nó cũng dễ gặp tai nạn. Trước khi đi ha, mình đi chơi hay đâu đó thì mình cũng phải nên là cúng bái ha, nên cúng bái giấy tổ tiên ông bà ha, đất nước linh thiêng ha, những cái người mà mình đi trên đường thì lúc nào mình phải giấy thì nó nên nó an toàn ha. Tại vì thường thường cái lá số này mình mà đi ra ngoài thì có những cái mà tướng hồi xưa mà tướng chết trận ha, chết vì tai nạn á thì nó cũng hay theo mình ha. Thì đặc biệt muốn đi chơi đi xa thì lúc nào cũng phải thủ thân vô mình, một là phải có cái phép ăn vô người, hai là lúc nào cũng phải nên mình đọc kinh ha, trước khi mình xuất hành hay là mình đi trên xe hay bất kỳ đi đâu cũng vậy, thì mình lúc nào mình cũng mình là đạo nào ha, thì mình kiểu như là mình niệm á, mình niệm ví dụ mình đọc Phật thì mình niệm về kinh ha. Niệm kinh. Còn thứ hai nữa đạo Thiên Chúa thì mình cũng đọc kinh ha, tùy theo cái đạo nào, hoặc là đạo Cầu Đài thì cũng vậy ha, tùy mỗi người. Còn về nói về cái sức khỏe ha, sức khỏe về cái tuổi này thì cẩn thận về là phổi cũng yếu ha, phổi yếu. Thứ hai nữa cẩn thận về là thần kinh ha, thần kinh. Thứ hai nữa, ba nữa là cẩn về tim. À, những cái bệnh mà gọi là cái tuổi tuổi Sửu này, thứ hai nữa là lửa điện ha, lửa điện nữa. Ở thứ hai nữa trời mưa trời gió thì cũng đừng mình cũng tránh ha, tại vì lửa điện thì cũng cực kỳ sấm sét ha, thì mình cũng phải tránh ra những cái gốc cây. Cái tuổi Sửu này thì cái hạn ha, cái giờ thầy nói cái hạn ha, thì bây giờ nó đã là 50 tuổi rồi, thì nó qua những cái vận ha, cái vận thì 42 52 hiện giờ vẫn còn nằm quan lộc ha, quan lộc thì 42 52 này á ha, thì cũng có cái dịp may ha, cũng có cái dịp may để đi lên. Nhưng mà từ 42 52 này á thì làm chơi thì mình có may mắn ăn thiệt, còn mình làm thiệt thì không có ăn ha. Thì tại vì cái giai đoạn gọi là 42 52 này là gọi là kiếp sát thiên không ha, kiếp sát thiên không. Thì mấy người đầu thiên không là người làm chơi mà ăn thiệt, làm thiệt không có ăn. Mình làm thí dụ như mình đầu tư lớn quá, mình bỏ này nọ thì nó không có ăn, khi đôi lúc khi nó còn bị mất mất hơn như mình có nữa. Nhưng mà làm chơi có tiền vậy nhưng mà nó có ăn có lọc hoài. Là đặc biệt đối với cái tuổi tuổi Sửu này, mình có bao nhiêu thì mình làm bao nhiêu, đừng tham vọng ha, đừng tham vọng, đừng tham vọng thì không bao giờ khổ. Đối với cái tuổi tuổi Sửu này lúc nào cũng được một cái lọc ha, cũng cái lọc cũng như là trời cho. Không, thí dụ như mình nhỏ thì mình làm gì lớn thì không lọc người xung quanh, thí dụ như chồng xong rồi tới con này nọ gì thì cũng có lọc hết, đừng lo. Nhưng mà lúc nào mình phải giữ lòng chân chính ha, lòng chân chính đạo đức thì không bao giờ khổ đối với cái tuổi này. Thứ hai nữa là mình không có làm gì mới tính chất coi là sát phạt ha, cái sát phạt là những cái điều là vậy, là đối với tuổi Sửu là tốt rồi. Thì bước qua cái 52 62 ha, thì nãy là 42 52 rồi, thì bây giờ còn 2 năm nữa ha. Còn cái vận cũng nằm ở ở Quan Lộc. Bây giờ tới 62 52 62 thì nằm nô bọc, thì song hao. Thì bước qua giai đoạn này thì cái tuổi Sửu thì mình làm ăn nhỏ lại thôi ha, thì thấy cũng được chứ không phải giai đoạn gì mà nó phá sản. Nhưng mà thầy Trung khuyên là tuổi Sửu này từ 52 62 thì mình làm ăn gì với bạn bè ha thì cũng được, nhưng mà có một cái thì 10 năm này thì đôi lúc khi mà anh em á thì mình cũng có thể là thầy thấy còn mình cũng hơi nặng gánh, còn anh em á có thể lo lắng gì đó ha. Anh em thì tài lộc thì cũng bình thường ha, tài lộc cũng bình thường, nhưng mà buồn nhiều ha, buồn nhiều lo lắng nhiều. Còn tới 62 tới 72 ha, đặc biệt giai đoạn này thì bắt đầu là nó nằm ở nơi cái mình phải giữ gìn sức khỏe ha. À, phải giữ gìn sức khỏe. Tại vì cái 62 72 thì nằm ở thiên di, nhưng mà sát này đây thì rất nguy hiểm, là đặc biệt này là mình đi đâu đi xa ha, đi xa là không nên không nên. Còn tài lộc thì nói chung là 62 72 thì nó cũng ok luôn.
Còn bước qua tới 72, 82 thì qua giai đoạn này thì chung nó nằm cung giáp thì cái tuổi này cũng bệnh rất là nhiều ha. Bệnh và mất trong giai đoạn gọi là 72, 82 này. Thì nói tóm lại ha, cuộc đời của cái tuổi Quý Sửu là nó như vậy ha. Từ từ đi rồi nó cũng không nổi gì mà nó khổ nữa ha, cái khổ gì nó cũng đã qua rồi. Thì những cái về già ha, thì được cái hậu vận ha. Tuổi trẻ thì đương nhiên mình phải phải cực, phải vất vả rồi. Thí dụ như giai đoạn mà 2 12 20 12 22 ha, giai đoạn mình còn tuổi trẻ mình ha, thời điểm nó nằm cung phụ mẫu ha, thì lúc đó thì mình cũng hơi cực khổ, phụ giúp gia đình đó là cái giai đoạn tuổi trẻ ha. Còn thì bây giờ cái tuổi này nó đậu nó lớn rồi ha, từ 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 thì nó cũng khá thôi ha, bình an thôi ha. Nhưng mà lúc nào cái tuổi Sửu này mình, thầy nó nói là tóm lại là mình lúc nào đừng có tham vọng ha, thì mình có bao nhiêu mình tính bao nhiêu ha, thì mình có lọc mình xài hoài ha. Còn chứ mình lên tham vọng ha, mình muốn lên cao thì nó dễ bị, nó lên lên cao thì nó cũng dễ bị tụt xuống, nhớ điều đó vậy thôi. Còn đối với cái tuổi Sửu ha, thì nói về thêm cái màu sắc ha, thì tuổi Sửu thì Sửu này nó thuộc về mộc, tháng thì nó thuộc về tháng Giáp Tý ha, thì nó cũng là kim ha. Còn mình thanh cái ngày Giáp Tức ha, thì nó là hỏa ha, và cái giờ đấy Ất Sửu ha, là nó cũng là kim ha. Rồi cái kia nó cũng là nó hỏa nữa ha, hỏa kim mộc. Vậy giờ thiếu thủy thổ, thì đối với cái tuổi tuổi này ha, thì nó thiếu tới hai màu, màu vàng và màu đen, màu đen màu vàng. Màu đen với màu vàng là đối với cái tuổi Quý Sửu ha, thì mình có thể bổ sung vô ha, bổ sung vô hai cái màu đó, màu sắc đó, mình đeo vàng mặc áo ha, xe cộ gì đó ha, thì mình dùng cái màu vàng với màu đen thì để cho nó bổ sung vô cái vận mạng mình ha. Còn nói về cái năm nay ha, coi cái tiểu vận về cái năm 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 nhâm dần 2022 ha, thì cái tuổi 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 Sửu ha, đặc biệt thì hạn năm nay nằm cung Tài Bạch ha, thì cũng may mắn ha, may mắn vui vẻ không có gì hết, nhưng mà đặc biệt là cũng không nên xa, không nên đi xa nha. Năm nay nếu mà đi xa thì chỉ buồn thôi ha, buồn không được vui ha. Nhớ tuổi Sửu năm nay là không đi xa, không đi du lịch ha, không đi chơi đâu thì nhiều thì không nên. Thứ hai nữa là năm nay là thấy có hao ha, hao tài cho bản thân ha, một là hao tài cho nghề nghiệp ha, hoặc đầu tư không, hoặc là thêm việc gì đó ha. Nhưng mà năm nay á, là năm bệnh á, tuổi Sửu là nó bệnh, chứ bệnh nó nhảy vô cái thân của mình, bệnh mà hao. Thì nguyên năm nay thì có tuổi Sửu đặc biệt là nên giữ gìn sức khỏe, nếu không là hao tài. Thì chung chắc chắn là năm nay là sẽ có bệnh ha, có bệnh mà hao tài đối với tuổi Sửu. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tý Sửu dần. Thì tháng giêng ha, thì tháng giêng thì ổn ha, tháng giêng thì cũng ổn không có gì ha. Qua tháng 2 ha, tháng 2 thì mình đi xe cộ hay gì ha, rồi mình thuốc men ha, là đi xa thì phải phải cẩn thận ha. Rồi tháng 2 này cũng mình phải nên phải hay nhịn nhục ha, nó cũng kỵ khẩu. Rồi nói chung là tháng 3 tốt, tháng 3 tốt, tháng 5 tốt luôn. Tháng 6 nè, tháng 6 bệnh hao tài nè. Đặc biệt cái tháng tháng 6 của năm nay đối với tuổi Sửu ha. Nhớ bệnh mà hao tài. Rồi kỵ đồ bén nhọn ha, đi kỵ sông nước nữa. Thì cái tháng này thì mình nhớ là mình nên giữ gìn sức khỏe tốt vào cái tháng 6. Tháng 7 ha, tháng 7 tốt. Tháng 8, tháng 8 là buồn bực ha, tháng 8 là buồn bực. Tháng 8 này nếu mà đi xa nữa là gặp nhiều cái chuyện gọi là buồn thương nữa ha. Đó, là cái tháng tháng này. Tháng 7, tháng 7. Còn tháng 8 ha, tháng 8 nên giữ gìn sức khỏe ha. Tháng 8 là giữ gìn sức khỏe. Tài lộc thì nói chung là cũng ổn. Tháng 9, tháng 9 ha, tháng 9 tốt, vui vẻ. Ha, mọi việc đều nói chung là cũng ổn, có lộc ăn ha, có lộc ăn. Rồi cái tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tháng 10 ha, tháng 10 thì hơi bực bội về con cái một chút ha, bực bội con cái một chút. Rồi là tháng 11 ha,
cái tháng 11 thì hao tài. À, hao tài thì thấy chung thấy cũng hao tài cho nằm ở cung phu á, thì cũng hơi hao nhiều. Thì là cái tháng 11. Rồi tháng 12 ha, thì hai tháng 1 với 2 đều nó cũng là hao tài hết. Là hai cái tháng cuối năm. Thì nói tóm lại cái năm dần này đối với tuổi Sửu thì tài lộc thì rất là ok ha. Năm nay là một năm nói chung là cũng cũng tốt về cái mặt tài lộc. Thứ hai, xấu về vấn đề gọi là cẩn thận nên dùng bệnh tật ha, đau ốm, nhất là tháng 6 này nữa mà hao tài. Rồi thứ ba nữa là đừng có nên tránh đi xa vào cái tháng 7. Thì tháng 7 mốt mình có đi chùa hay đi vào cái những cái tháng 7 thì mình nên có việc thì đi ha, có gì không được. Nếu mà năm nay không không nên đi thì nó cũng tốt hơn đó. Thì cái tuổi Sửu thì cái vận hạn của cái năm nhâm dần đối với cái tuổi Quý Sửu là như vậy ha, thì chung coi từng tháng rồi. Thì còn nói về cái cung phi bát quái ha, cung phi bát quái thì đối với cái tuổi Sửu thì 73 thì thuộc về cung càn ha. Trời ơi, nữ mà nó 73 là cung càn là cũng biết rồi ha. Mình là nữ mà mình sanh là cung càn thì càn là diện gì cho chồng cho cha ha. Chồng là cha. Thì thường thường mình Quý Sửu mà thường mà làm chồng làm cha thì tánh cũng cũng hơi khó khăn ha. Khó khăn cũng hay nguyên tắc lắm ha, cũng hay nguyên tắc. Lúc khi thì nữ mà mình làm theo những cái nguyên tắc mà hơi cứng nhắc quá thì đôi lúc cũng hơi mất tình cảm. Mà cũng hơi gia trưởng đó ha, hơi gia trưởng. Rồi cũng cái tuổi tuổi Quý Sửu đặc biệt nếu mà mới con càng thì cũng thích làm lớn ha, thích làm lớn, thích người ta tôn trọng mình. Đặc biệt về cái tuổi Quý Sửu. Tại vì mình con càng thì nói chung là muốn hay muốn làm cha không mà. Mình làm mẹ thì làm mẹ đi đó, mẹ cũng muốn làm cha nữa. Thì nên phải cực khổ là do vậy ha. Thì bây giờ mình giai nữ thì giờ mình đóng vai làm mẹ làm vợ, còn bây giờ đóng thêm một cái vai nữa làm chồng làm cha nữa, thì phải gánh vác, phải chịu nặng cực khổ hơn. Vậy là có sao, cực khổ là do mình. Thì về bát quái cung phi thì cung càn thì mình thuộc về Tây Tứ Trạch ha. Thì đối với tuổi này thì nhà cửa thì hợp về nó cũng bốn hướng ha, chính tây, tây bắc, tây nam và đông bắc ha. Thì miệng miệng lò bếp lò ha, thì cái mình nên xoay về, nghĩa là cái miệng lò mình cũng phải phải xoay về bốn hướng đó là tốt. Thì thầy Trung cũng kết thúc cái bài nói chuyện hôm nay đối với cái tuổi Quý Sửu là sanh ngày gọi là ngày 4 tháng 12 năm 1973 ha, giờ dần ha. Thì những cái tuổi Quý Sửu nào thí dụ như mình là có thí dụ như cùng năm tuổi năm Sửu rồi ha, thì mình coi vô cũng được 20% về cái hạn ha, nó cũng na ná giống nhau được 25%. Thì mình cùng cái tháng sanh nữa thì được 50%, cùng cái ngày sanh nữa thì được 75%, cùng giờ sinh nữa thì cũng là lá số của mình. Thì một giờ thì cả cái nước nước Việt Nam biết bao nhiêu người chào đời ha, trong 2 tiếng đồng hồ. Rồi thì Trung cũng xin kết thúc bài nói chuyện hôm nay ha. Thì mọi gì việc gì á thì ai có thắc mắc ha thì nhớ đăng ký kênh thầy Trung ha. Rồi kết Zalo 0909 490852 ha. Nhớ là nhắn tin ha, có gì thì kết Zalo nhắn tin ha, đừng gọi trực tiếp thì Trung không có tiếp ha, tại vì thì Trung cũng rất là bận ha, chứ nhầm người cứ gọi liên tục thì một ngày nó biết bao nhiêu. Thì Trung thì công việc cũng rất là bận, khách khứa thì nó cũng nhiều. Thôi thì Trung cũng chào tất cả tuổi Quý Sửu ha, mình có đây thì sẵn đó mình xem thì nó hạn nó cũng giống giống nhau ha. Ví dụ thầy nói nhiều á, mình hả mình giống được bao nhiêu thì cái độ nó phần trăm nó chính xác bao nhiêu. Thì mình cái tuổi Sửu thì hạn năm nay thì nó cũng na ná giống nhau ha, nhưng mà ngày sanh khác nhau thì nó cái tháng nó đi khác nhau ha. Thì Trung xin chào và hẹn bài nói chuyện lần sau.